buổi tối đó, ảnh có mặc cái quần tà lõn à. Mà em chưa kịp nói, ảnh đùng 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 đi à. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kiều Nhi, năm nay em 20 tuổi. Nhi đang làm gì? Dạ, hiện tại là em đang làm bên tư vấn bán hàng á. À, thế còn chú rể? Em chào anh Quốc Thượng và chị Hồng Vân và các quý vị trong trường quay. Em năm nay 21 tuổi, tên Chí Hùng. Chí Hùng? Chí Hùng. Dạ. Ôi, sao mà vợ chồng trẻ dữ vậy? Ừ. Hùng đang làm gì ạ? Dạ, em đang là thợ mộc, trang trí nội thất. Tụi em là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn luôn anh. Cái câu chuyện ban đầu của tụi em như thế nào? Kể anh nghe đi. Dạ, lúc đầu thì em... Lúc đó là em kiếm Zalo gần đây á, thì em thấy nick của chồng em á, để cái status đó là cần tìm người yêu. Ừ. Cái xong cái em kết bạn, xong em mới nhắn tin vô em nói em làm người yêu anh được không? Ừ. Thì cái ảnh chấp nhận thì ảnh cũng nói chuyện nhắn tin qua lại khoảng chừng một tuần sau á. Rồi tụi em mới đi trà sữa. Trời rất tin, Zalo xong đi trà sữa. Cái lúc mà đi trà sữa thì vợ em có dắt thêm người em sinh đôi. Dạ. À, sinh đôi hả? Con em sinh đôi. Dạ có. Ừ. Dạ, xong rồi vô trà sữa thì nói cũng nói chuyện là vợ em hỏi là có biết là ai không. Thì qua hình ảnh thì em cũng nhận ra vợ em là người đó. Ừ. Xong rồi nói chuyện với nhau một lúc xong rồi vợ em kêu là chở em của vợ em về nhà. Xong rồi hai đứa đi chơi. Ủa nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau trên Zalo đó thì em á, em có thấy hình của cái cô này không? Dạ có. Ừ. Lúc đó thì vợ em có để anh đại diện. Ừ. Mà người thật có giống trong hình không? Có dùng 360 được không? Dạ không anh, nói chung là đều dùng người thật. Mộc đúng không? Ừ. Nói chung là mộc. Mà giống nhau y chang không? Dạ giống. Ra là em nhận được liền không? Tại vì sanh đôi sao mà em nhận được liền hay vậy? Ông cũng có nhiều nét khác nhau chứ mình dòm cũng phải biết chứ. Vậy hả? À. Không, tại vì lúc ảnh về sau này cưới về ảnh mới nói là ảnh nhận em. Tại vì lúc đó là dòng một em khủng. Trời ơi. Cái gì? Thì bao lâu thì hai đứa mới là bắt đầu yêu nhau? Cái thời gian thì ảnh tán tỉnh em á thì giống như là lâu thôi. Quen thì quen nhanh lắm. Quen thì khoảng tháng mấy là tháng cưới. Tháng mấy cưới vậy hả? Ủa nhưng mà sao mà quyết định lấy chồng sớm quá vậy? Dạ cái đó là tại bác sĩ kêu tụi em sớm. Vậy hả? Non nớt dại khờ quá. Lẹ quá. Nhưng mà trong cái thời gian quen nhau có xung đột, có cãi vã nhau không? Cái đợt mà em với anh gặp sau vụ trà sữa là tụi em quen có một tháng. Cái em thấy anh này không hợp nói chuyện. Tại vì em thì nói nhiều, còn ảnh thì ít nói lắm. Ảnh lạnh lùng, nói chung ít nói lắm. Cái em mới thấy chán quá, cái em không quen với anh nữa. Bẵng đi 3 tháng sau á. Cái lúc đó là Trung Thu, em mới nhắn tin rủ anh ra công viên nói chuyện. Cái xong cái ảnh đang ngồi nói chuyện với em, mà ảnh cầm cái điện thoại, ảnh nhắn suốt. Em không biết nhắn với ai luôn. Cái em mới bực mình quá, em giật cái điện thoại của ảnh. Cái em thấy tin nhắn với một người con gái khác. Mà trong khi đó là lúc đó là trong thời gian nó cua em mà em không chấp nhận. Mà như kiểu là em không thích độ của em mà em không xài là em không xài là em không muốn người khác xài. Trời, tính tốt ghê luôn. cái lúc đó em mới bực quá, em lấy cái điện thoại của ảnh, cái em gọi vô cái số đó. Cái em mới nói ủa bạn là ai vậy? Mình là bồ của anh Hùng nè. Ừ. Cái xong cái bạn đó cũng ngạc nhiên. Cái xong cái khoảng chừng tiếng sau cái bạn đó kêu anh của bạn gọi lại. Ừ. Gọi lại chồng em. Lúc đó gọi hội nghị chung á là 4 người. Cái hỏi chồng em á là giữa em với là em gái của ảnh á chọn ai. Cái chồng em suy nghĩ một hồi á thì nói là mới chọn em. Cô kia là em quen trong thời gian mà bạn này chia tay em đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi xong rồi lúc cũ có khóc dữ không? Dạ không, tại vì cái lúc đó thì em với bạn gái đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chỉ gặp nhau đi chơi uống nước đồ này nọ thôi. Vậy mắc mớ gì xong trong khi ngồi kế bên vợ mà nhắn tin. Không lo nói chuyện vợ đi mà mới quê. Cảm thấy không có tôn trọng em. Mới quê là phải đắm đuối rồi đó ha. Mà tự nhiên ngồi nhắn tin là sao? Thì cái lúc đó nói chung là cũng một phần nữa là em muốn coi cái thái độ, cái cảm giác của vợ em là sao á. Thiệt không?
tại vì cũng 3 tháng gặp á thì vợ em hẹn em ra, xong rồi em cũng không biết là hẹn ra có việc gì, xong rồi em mới nhắn về em thử coi đó cảm giác nó ra sao. Thì lúc đó thì không biết là có phải ghen hay không, nhưng mà vợ em giật điện thoại em gọi cho người kia. Xong rồi từ lúc đó thì bắt đầu em mới quyết định là chọn vợ em bây giờ. Rồi sau đó thì như thế nào? Hai đứa có lúc quen nhau á, quen nhau rồi có đưa nhau về gia đình không? Gia đình hai bên hay không? Dạ sau cái đợt đó thì cái buổi tối đó thì cái ảnh chở cái ảnh hai đứa đi ăn chung nhau, cái ảnh nói chuyện về dưới quê của ảnh á, quê ảnh có cái gì vui vui á, cái em thấy trời sao vui dữ vậy, cái xong cái em kêu thôi hay là anh chở em về quê anh chơi đi cho em biết sao. Cái thì lúc đó hai đứa cũng đi xuyên đêm luôn. Đi xuyên suốt 6 tiếng đồng hồ xuống Cần Thơ luôn. Đi về đi xe máy. Dạ quê em Cần Thơ. Đi xe máy hả? Dạ. Có nghỉ vô đường không? Dạ gần tới thì nghỉ. Cái gần tới nghỉ. Dạ lúc đó nghỉ là về tới là 2 giờ mấy sáng là tụi em thuê nhà nghỉ nghỉ. Cái đó là nghỉ nghỉ. Cái đó là đêm ta kể đi, tôi biết ông hỏi gì rồi đó, mệt ghê. Cái đó kể là tiếp đi cơ. Cái đó là đêm kinh hoàng với em. Đêm kinh hoàng đó. Là lúc đó thì nghỉ thì em lúc nào em thay đồ tắm rửa xong em nằm, cái em với ảnh thì nằm riêng lúc đó là chưa có gì hết á. Cái tự nhiên em đang nằm em thiêu thiếp ngủ, cái tự nhiên ảnh cứ ôm em, cái xong cái ảnh cứ đụng chạm với em hoài mà em không có thích. Cái em mới đẩy ảnh ra hoài, cái tí nữa ảnh cứ đụng hoài bực quá em quăng gối xuống giường, em mới nói giờ anh ngủ đây đi, em xuống dưới đất em ngủ. Cái xong ảnh mới nói thôi em lên ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Mà em nằm tới sáng em đâu có ngủ được đâu, em phòng bị. sợ hả coi như nguyên đêm không ngủ. Nói nghe nè, rồi cái buổi tối hôm đó lúc mà nguyên đêm mà vợ em không ngủ để phòng hờ em á, thì em cảm giác em sao? Chúc là cái đêm đó là nó cũng bực bội em người em chị. Bực bội nhưng mà xong có thấy thương vợ hơn không? Dạ có chị, tại vì có bực bội nhưng mà thấy vợ em vậy thì em cũng tôn trọng. Nên em không có làm gì xong nên ngủ thôi chứ không có đụng chạm gì tới nữa. Rồi đêm đó sẽ là cái đêm mà để mà mình nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ phải lấy của nhiều hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi cái sự cố gì mà tại sao phải lấy sớm? Bác sĩ nói là nói sao? Là ở đâu? Cái em nhớ là đó là ngay bữa mùng 2, mùng 3 Tết vậy. Là em chở vợ em đi xem phim. Xong rồi về nhà, xong rồi cái về xong cũng mệt, xong rồi hai đứa mới vô phòng nằm nói chuyện. Phòng nhà nào? Phòng của vợ em, ở nhà vợ em. Rồi xong rồi vô đó nói chuyện thì nói chung là vô đó thì lửa gần gơm á, thì cái gì nó xảy ra nó tới. Nói chuyện rồi cái đầu hồi mệt quá không nói luôn. Lúc mà phát hiện là em có tin á, em cũng hoang mang lắm. Cái em gọi ảnh mà anh cũng hoang mang lắm, kêu ảnh tính sao anh. Cái ảnh nói để anh suy nghĩ. Rồi lúc anh báo với ba mẹ anh sao? Thì mới đầu thì em hoang mang lắm, em chưa dám nói với ba mẹ đâu. Xong em mới gọi điện về hỏi ý kiến của chị. Tại vì lúc đó là em là thân thiết với chị nhất. Xong rồi chị mới hỏi là nếu mà lỡ như vậy rồi đó, xong rồi hỏi em có thương vợ em không. Thì em nói là có thương thật. Xong rồi chị em kêu nếu như vậy thì nói với ba mẹ, để ba mẹ qua bên nhà thưa với ba mẹ vợ em. Xong rồi hai đứa tiến tới hôn nhân. Lúc ba chồng em qua là lúc em mới gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp. Mà cũng ba mẹ chồng cũng nghiêm lắm. Lúc mà qua hỏi á, cũng em cũng sợ lên, cũng không dám nói gì á. Tới sau này như em cũng khó gần bên nhà chồng ấy lắm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì nói chung là bên nhà chồng em cũng ít nói á, nên không có gần gũi thân thiết lắm. Ủa, vậy là giờ hai tụi em ở đâu? Ở riêng hay là ở chung? Bây giờ là hai đứa em ở bên nhà vợ em. Ở bên nhà vợ, ở trên đây, ở đây. Dạ. Ở thành phố. Dạ, cũng cách nhà chồng em 300 mét rồi. Tụi em đến nhau là được 1 năm... 2 năm, 2 năm, 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi mà. Rồi, vậy ở chung với nhau là còn quá trẻ như vậy, đúng không? Bị có những cái chuyện xung đột hay là có những cái chuyện gì chưa hiểu nhau, nó trắng là có thật xấu gì lòi ra không? Thật xấu của anh cũng nhiều lắm mà. Ở dơ là ghê nhất. Ảnh về mà người ngợm anh bụi không à. Em kêu tắm đi rồi muốn vô phòng nằm. Cái anh cứ để mặc nguyên bộ đồ vô phòng nằm. Cái em phải nói hoài mới đi tắm. Rồi đồ đạc, cái đồ đi chơi riêng, đồ đi làm riêng. Em để mà anh mặc tùm lum hết, biết là đồ nào cũng thành đồ đi làm hết.
là ở dơ. Tóm lại là ở dơ. Rồi còn gì nữa? Nóng tính, cọc tính lắm chị. Thí dụ em đã nóng tính rồi, ảnh còn nóng hơn em nữa. Cái lúc mà em nóng tính là em chọi đồ rồi, ảnh còn chọi đồ còn hơn em nữa. Coi như ảnh chọi đồ nặng hơn em nữa. Em chọi mà em lựa mấy cái rẻ tiền em chọi. Anh chọi rồi liền điện thoại không à. Trời ơi. Rồi bây giờ vợ em là kể thật xấu của em là chỉ có 2-3 cái nè. Còn vợ em có tính xấu không? Chút là cũng có vậy, tại tính của vợ em là nhiều khi nông nổi quá, với lại bồng bột, cứ nghĩ cái gì là làm mà không có biết suy nghĩ, lại nóng tính nữa. Nói lại cũng gây lộn thì sao? Gây lộn thì hai vợ chồng em gây lộn ít khi nào mà giận nhau quá một ngày lắm vậy. Chỉ gây nhau xong rồi một vài tiếng sau là hòa thôi. Có cái đợt em gây lộn với ảnh á, cái buổi tối đó ảnh có mặt ở quần Tà Lõn à, cái em đuổi anh ra khỏi nhà. Buổi tối nữa không mang điện thoại mang tiền gì á, ảnh cũng tức mình, cũng nóng tính, cái sách đít đi ra khỏi nhà luôn. Ồ, sách đít đi ra khỏi nhà luôn, mở cửa ra luôn. Cái xong mẹ mới nói sao mày ác như vậy, mà em chưa kịp nói ảnh đùng đùng mới đi à. Cũng khoảng hơn nửa tiếng ảnh đi lâu á, hơn nửa tiếng mới mở cửa đi tìm. Em thấy ảnh đứng bên ngoài hiên á, cái anh ôm người vậy nè, ảnh lạnh. Lúc đó lúc mắc nghiệp rớt, tội nghiệp không? Lúc đó em thấy tội nghiệp lắm, mà em cũng thấy mắc cười lắm, tại vì cái tôi anh cũng cao lắm, em nóng tính anh còn nóng hơn em nữa. Cứ nghĩa là em giận em tức em đuổi anh đi vậy đó. Thì có khi nào mà em á ngược lại, em giận em tức quá em không cần đợi đuổi không? Em bỏ đi luôn không? Có ảnh kiếm em không? Có, anh kể đi anh. Kể đi. Cái đợt đó là hai vợ chồng em cãi nhau á, xong rồi vợ em xách bỏ đi. Xong rồi em dắt đó, hình em nhớ là 9-10 giờ đêm vậy á. Đi nhưng mà một phần cũng là muốn em đi kiếm. Em nhắn tin cho em kêu là anh đi kiếm em đi, anh biết em ở đâu không? Trời ơi. Đúng là tôi tin. À, người vợ tôi tin, cô bé. Xong rồi em cũng xách xe đi kiếm vợ em qua nhà bạn á. Thì em vô em hỏi bạn em là có vợ em đây không, thì bạn cũng che giấu nó là không có. Nhưng mà có cái là giấu đầu lòi đuôi anh. Xe dắt vô nhà nhưng mà ở ngoài á, đôi dép đó thì để ở ngoài. Xong rồi em mới kêu là ở trong nhà thì ra đi về đi, để tối chứ lại để con ở nhà nữa, nó đòi em không, nó khóc. Bắt đầu xong rồi vợ em mới ra thì em chở vợ em về. Về luôn. Về mẹ em chửi quá trời luôn. Nói chung là mẹ em thương lắm, cái diễn binh ảnh á, ăn diễn chừa cho chồng em rồi hả. Thương còn hơn em nhiều khi, em thấy ganh tị luôn á. Gia đình em thì thương ảnh vậy, nhưng mà gia đình bên ảnh á thì có đối với em giống như vậy không? Dạ không. Lý do? Tại chắc gì khác em không biết nữa. Mà em nói chuyện thì không hợp với bên gia đình chồng em. Nhiều khi em cũng buồn lắm, em nói với chồng em á là em sao không được á, mà em thấy tội con em. Người ta có bà nội, ông bà nội quan tâm, mà con em không có. Nhưng mà em có biết lý do tại sao không? Không, tại vì gia đình ba mẹ em là nào giờ nó vậy. Nói chung là đối với những cháu kia cũng vậy, tại vì nhà đông anh em với lại đông cháu á, nên tới 8 người tình chị cảm nó cũng không có được nhiều. Với lại một phần là em cũng xa ba mẹ từ nhỏ, nên cũng không có thân thiết nhau lắm. Bây giờ thực ra em nếu như bây giờ em hình dung là nếu như ba mẹ chồng em coi cái chương trình này á, thì em muốn ba mẹ chồng em hiểu nhất cái điều gì? Thì con muốn là được ba mẹ quan tâm tới con của con nhiều hơn. Tại nhiều khi á, ra ngoài đường á, thấy người ta ông bà nội á chăm sóc cháu á, con cũng ganh tị lắm. Nhiều khi á thì con cũng có nói mấy cái là bất bình á với mấy chị, nhưng mà tại lúc đó là con cũng hơi nông nổi. Con cũng mong á, qua chương trình này á, cái tình cảm á của ba mẹ dành cho con với lại anh chị á cũng sẽ được cải thiện hơn. Chị thấy vậy nè, em đang ở trong một cái môi trường với gia đình em, thì tạm thời bây giờ em chấp nhận cái cuộc sống đó, cái hạnh phúc đó với ông bà ngoại trước. Rồi em sẽ, hai vợ chồng sẽ có cái cách mà tiếp cận từ từ với ông bà nội. Em phải thông cảm với ông bà nội, thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là thực ra cái người con này cũng sống ở xa ba mẹ rất là lâu, đúng không? Dạ. Thì đối với tất cả các cháu ông bà đều như vậy, chứ không phải là đối với riêng con của em. Thì thành ra là em cứ tạo cái mối quan hệ đó với ba mẹ một cách từ từ, tiếp cận từ từ, tất cả là do em hết. Dạ. Hiểu không? Còn á, về phía gia đình của
Hùng. Của Hùng á. Thì nhân đây thì cũng gửi lời đến hai bác là khi mà dâu đã bộc lộ hết và tâm sự sẽ chia hết với hai bác về cái tình cảm của con dâu, thì vì các em nó còn nhỏ quá, nhiều khi cái cách cư xử đối nhân xử thế nó chưa có được chững chạc, nhưng mà hai bác thông cảm và cũng các anh các chị thông cảm là các em nó còn nhỏ quá mà nó phải gánh vác một cái cuộc sống của một người trưởng thành đó, đã phải chăm con nè, đã phải tự bươn chải để mà lo cho cuộc sống gia đình nhỏ, thì có những điều gì mà chưa vừa ý thì bác cũng như các anh chị chăm trước bỏ qua cho con dâu, cho em dâu. Thông qua cái việc đó thì cũng Hùng sẽ bớt khổ, là mong là mọi thứ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Chúc mừng.